Chào mọi người, chào cả nhà mình trên trang Facebook Úc Bích nha. Rồi mình sẽ lưu lại đây để mình giữ một phần cho mình xê trong YouTube ha. Nên mình chào các mọi người bên YouTube và Facebook của mình luôn là gì ta? Hello Mission Band. Hai, Sam. Xong cái nồi này rồi, nhưng mà bây giờ á nó còn, tại vì mình nấu thịt bò thì nó có cái mùi bò. Bây giờ làm sao bán mùi bò đây, ai có bí quyết nào để bán mùi bò nha, làm sao bán mùi bò chỉ cho mình nha. Nói chung là canh tập tàng, mình không có là cái món gì hết. Này mình sẽ làm cho ông già, rồi còn nhiêu là mình cho mình làm xong rồi mình nghĩ ra rồi mình cho ông già một món, tại vì ông già không phải ăn thịt bò. Rồi chín rồi, bây giờ hành lá, hình như mình không có hành lá ta, có hành không để mình coi nha. Rồi bên này nó là món gì của Mexican hay là Indian gì đó, mình trộn với lại củ sắn nha. Rồi mình chiên cái bánh này lên nha. Rồi chiên bằng cục bơ này, bơ này là bơ mà nó có muối trong á, mặn rồi không cần bỏ gì hết. Tất cả những đồ ăn gì mà của Mỹ là không cần nêm nếm nữa, của nó mặn sẵn rồi. Rồi đây mình tắt cái bếp này chưa trời, lát nó cháy cái chảo này chà nữa. Đây là cái món đồ chay nha. Đây là cái okra với lại cái đậu hũ à, xào với lại ấu da nóng vậy, cái đũa những cái nóng ai với để cái chảo mới để lên cái gì chao đào cao. Rồi cái đó nó cũng cần nêm nữa, nó mặn thấy mẹ luôn nè, nó mặn chết cha luôn. Rồi mình tắt cái bếp, mình cho một tí hành vô nha. Giờ mình đi kiếm hành, mình không có đi chợ, thành ra giờ có gì mình xài nấy nha. 12 giờ rồi, bây giờ mình phải tranh thủ chạy qua, không thôi lát ổng đói là chết mẹ luôn. Cũng nói tội mà nó bỏ cha, nó giống như con chó vậy, thấy mặt ghét. Rồi mình cắt bơ vô trước cái đã một lát để nó gần bếp mà nó chảy chèm nhẹp ra luôn á. Cắt bơ vô cái đã. Rồi mình sẽ múc cái này vào để cha rớt đũa rồi, thấy mừng. Thấy 12 giờ rồi, đặt rớt đũa rồi đó. Tắt cái bếp cái đã. Gạch đặt mà rớt đũa luôn đó. Có cái gì rớt ra nó hết rồi. Đây, của nó có muỗng sẵn. Bây giờ mình chỉ cần không có đứng lên được hả. Mặt nó lạnh vô bếp luôn, nóng thấy mẹ từ nãy giờ. Món này thì chắc có thể mình cho ổng một miếng ăn với cơm, chứ cái bánh tráng này mà đem qua lát nữa cho em giục luôn cả cái cục này luôn. Ổng chỉ biết ăn đồ ăn Việt Nam thôi. Thôi sáng này giòn ngon gì, như là do mình canh lửa thôi. Giòn rộm rồi. Rồi ba cái cho ba mâm. Lúc nào cũng làm phải làm ba cái. Rồi nó ăn, nó không ăn thì tính sao. Ba cái cho ba mâm đó. Nhà mình đám giỗ năm lần nào cũng cúng ba mâm ba phần ở trên. Giờ mình qua đây bàn không có, ghế không có. Mỗi lần đám giỗ thì mình chỉ cúng có hai mâm thôi, mâm đất đai với mâm ông bà, thế là còn không có chén đủ cúng nữa. Tội quá, có ai cho mình chén đũa cho bàn ghế cho mình cúng không? Quá kêu mà tội thiệt luôn á. Rồi cái này bỏ qua đây. Ủa dĩ dương cái, trời đúng rồi, dĩ dương cái. Mình sẽ múc cái này, lấy cái lon tô gô ngắn thôi.
ăn hai lát tôi lụm về tôi khỏi có cho lon to go. Thế là tụi coi mày đi đâu mà kiếm lon to go nha. Tao có nhiều tao ăn tao dục vậy á. Bỏ ghét. Giờ tao có nhiều tao ăn tao dục. Tao đâu có ở không đâu mà tao đứng tao rửa tao đem tao cho mày rồi mày mày ăn xong mày liện thùng rác rớt mặt tao luôn. Đó, cho miếng đủ ăn tao ăn được hay không đó đã. Bắt bếp chưa kìa. Rồi. Ổng ăn cay được. Mà ổng nói nha. Ổng bỏ vô miệng ổng rồi cái ổng kêu chứ cay quá. Để làm tưởng đâu là cay quá ăn không được, vớt ra. Té ra là cay là ngon. Trời ơi khổ ghê luôn á, người ta người Trung người ta nói theo cái kiểu Huế người ta mình không có hiểu được. Nói theo cái kiểu Huế. Rồi để cái muỗng này trong nồi này luôn. Muỗng này của thằng này đi theo thằng này. Thọt bậy thọt bạ chai mặn lộn xộn quá. Tắt cái đèn bớt. Tắt luôn bê. Tắt luôn cái máy hút luôn. Máy hút bụi. Nóng quá. Mới vừa nước sôi đem ra. Chị hai tôi nè, chị hai thị nè, tôi dặn nè, cái nắp với cái lon á màu giống nhau đâu có cần phải dở cái đít này lên mà coi gây 5 gây g 5 g 6 gì. Tôi bên này là chỉ cái lon này mà hâm 3 400 5 600 tức là 3 phút, 5 phút, 7 phút, 15 phút cũng được nha. Không cần dở nắp coi nắp với lon nó giống nhau y chang à, không cần dở nắp. Tôi không bao giờ để ý hết chứ tới chừng chị hai nói tôi mới nhớ lại là đúng là cái lon tôi là recycle. Rồi bây giờ mình cho mọi người coi nha, mình làm ba mâm nè. Ấy da, quay dèo dèo chóng mặt dữ hả. Rồi đã làm từ nãy giờ được ba mâm á, bây giờ một mâm cho tám trước đi rồi tính sao. Mâm cho má. Hồi nãy mình cúng mà mình không để ý cây nhang nó không có trái, mình ghim lên đây mình chạy. Nên hồi sáng là ăn sáng là ăn mì. Hôm nay là thứ tư, ngày 3 tây tháng 3 21, 20 âm lịch. Rồi mình kiếm chỗ mình để cái này lên cái đã. Sao vậy? Đứng nằm ngồi bây giờ mua chén mì vô không biết mới ăn xong chưa nữa. Thôi đổi đi nha. Ăn trưa rồi má ơi. Ăn chưa? Xin lỗi ba má, con phải mua cái bát nhang vô trong chút mới chỗ để chật quá. Phụ hộ cho con làm ăn được nhiều tiền, mua nhà lớn nhưng làm bàn thờ lớn rộng rãi để cho hai người ngồi chung. Ok. Đắc co. Đắc co cười cái coi. Ở nhà cứ chơi với ba má vậy không? Nói chuyện một mình. Ông già ông kêu mình bằng cô nói chuyện với người trong tranh. Bây giờ còn nửa cây nhang, không biết má ăn đủ không nha. Thôi con đốt cây khác nha. À, 49 ngày rồi mình sẽ tan cho lên bàn thờ. Để mình tiện việc cúng kiến cho nó lẹ. Mình còn phải đi làm nữa. Học quẹt đâu, tôi đứng nói chuyện. Ngày nào mình cũng làm ba chén nhỏ rồi á, chén thì rửa không kịp. Mới về ăn trưa hôm nay mình ăn bánh tráng ha. Đó thấy không, cây nhang nó đâu có trái đâu nè. Bị gì rồi, xâm sinh rơn rồi, nước vô hay gì dưới rồi. Chị nãy đốt vậy cái cắm đầu chạy luôn làm. Nó không có trái. Má ơi má về ăn cơm trưa nha. Hồi nãy ăn sáng ăn không biết xong chưa nữa, chén mì thôi con bưng đi nha. Rồi bây giờ ăn trưa mình ăn món mễ con xào với củ sắn ha, với lại kẹp với bánh tráng đó. Má ăn thử đi, ăn thử cho biết món mễ nha má.
Mồi Phật ăn trưa. Bữa nay là bữa trưa của ngày thứ tư nha. Thứ tư ngày mua chén nước này qua bên đây mới thấy đường được. Có cái dĩa để vô nó bự chần chần không thấy gì hết. Nó ngày 3 tháng 3 năm 21, 20 âm lịch rồi. Đây, dĩa trái cây này của má nè. Này sô-cô-la nè. Cái này là nước gì đó mình không biết, chưa thử. Rồi bên ba mình cũng có giống vậy nữa. Đó đi chang. Ổng trái lớn chết mẹ, ổng trái lớn bả trái nhỏ. Thôi đừng phân bì để con kiếm trái lớn đổi cho. Đây. Đó, ăn đồng chia đủ. Trái này trái lê nè. Lê gì á, không biết nè, nó cứng á, cứng lắm. Có thể lát nữa mình gọt ra nó giòn. Rồi, ngồi đó ăn nha, con đi làm nha. Bye bye, bye bye, chút nữa về. Má con mình nói chuyện nữa nha.